Cái này nhà anh mà. Nhà anh hả? Nhà anh bên Mỹ. Rồi, mời anh coi. Đây là ngôi nhà hạnh phúc của bé Heo và ông xã Chí Tài đây. Trong cái sân trước, nhà của bé Heo. Lúc nào cũng có heo lớn, chú heo nhỏ, heo tí tẹo. Vì là tên bé Heo nên ở đâu cũng có heo. Đây là phòng khách của nhà bé Heo. Những chú heo, cô heo anh Tài mang từ Việt Nam về cho bé Heo. Nói chung là tại vì khổ túi hàng cũng có heo. Trời ơi, dễ thương quá. Heo nhỏ xíu cũng là heo. Trên đàm piano cũng heo. Tất cả như này là anh mua hết. Anh có người tặng có người mua. Anh và anh mua cái vàng ở trên. Thì ghét không? Ừ đó. Thì ghê không? Hello ông xã. Bé Heo vừa mới đi nhà thờ về. Mỗi Chủ nhật bé Heo đi hát lễ ở nhà thờ để cầu nguyện cho gia đình được mạnh khỏe, cho má và các anh chị em trong nhà, và nhất là ông xã đang đi làm việc ở Việt Nam. Ông xã đi 5 tháng rồi. Lúc trước ông xã đi chỉ có 1 tháng là nhiều nhất. Có sáng ông xã về 2 lần. Nhưng là bây giờ vì thời gian Covid nên ông xã phải đi lâu như vậy. Bé Heo nhớ ông xã. Ông xã nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bé Heo biết anh khó tánh, ăn uống lắm. Ăn cá thì phải dẻ xương ra. Không thích ăn xương. Ăn thịt sườn cũng vậy, cũng phải lấy xương ra. Bé Heo biết tí nên ông xã thích ăn đồ ăn của bé Heo làm. Hai vợ chồng ở xa nhau nhưng lúc nào cũng gọi phone nói chuyện. Vui buồn gì cũng kể cho nhau nghe. Ông xã cố gắng nghe. Bé Heo biết ông xã thích sinh hoạt văn nghệ nên ông xã phải về Việt Nam. Vì bên đây thời gian này không có làm gì hết. Tội nghiệp ông xã. Ông xã ở đây ông xã buồn lắm. Thôi để bé Heo hát cho ông xã nghe nha. Nếu hỏi rằng em yêu ai thì em rằng em yêu má nè, thì em rằng em yêu anh chị nè, yêu hết cả nhà, nhưng nhất là ông xã Chí Tài của bé Heo.